Rồi xin chào tất cả anh em nha. Rồi anh em có giờ muốn có động cơ ha. Đó, Isuzu, đó, Mitsubishi, Toyota. Thì Isuzu 1296 ha. Mitsubishi 4D56 turbo. Toyota V2203 ha, bánh kim. Đó. Hay Mitsubishi 4 máy ha. K4C. Rồi có mâm ép sẵn luôn. Máy còn khá là đẹp nha anh em. 25 ngựa. Đây máy cày cắt xuống ha. Suzuki 1296. Đó 30 ngựa ha. Tua 3002. Máy cực kỳ đẹp nha anh em. Tắt điện, tắt cơ luôn ha. Đó. Anh em mình về mình đóng phát điện hoặc là mình bơm nước đều được ha. Đó, chới cháo rồi nọ các kiểu. Con này nó chưa có quạt gió, anh em mua thì mới gắn dây cơ rô quạt gió đầy đủ hết à. Đó. Con này là Mitsubishi 4D56 ha. Đây có turbo. 4D56 ha, 2.4 76 lít. 65 PS nha anh em. Con này tua cực kỳ cao luôn. Đó, tua 4000 ha. Đây turbo mới tinh nè. Mọi chi tiết còn rất là mới luôn ha. 7 màu hết. Đây. Toyota V2203. Đó. Hai bơm ha. Mà anh em nào mà chạy mít cày á, mua về là đấu vô thôi. Có hai bơm ben. Một bơm năng và một bơm trợ lực lái ha. Đây sạc lớn 12V, bấm lóc luôn 22 2203. Rồi nổ đi. Con này trước đi. Nước xù có dữ luôn hả? Còn hơi là bảo hành cho anh em 1 năm. Rồi ok. Chạy ra được. Rồi Toyota V2203 ha. Đó này anh em nào mà để mấy cây á, mình mua giờ mình đấu vô. Đó tháo cái này ra nè, bắt cái mặt vô là chạy thôi. Đó. Bét kim. Bếp kim thì nó xài là siêu lại dầu anh em. Này, ốc là 7 màu hết. Đây, sạc lớn 12V ha. Đó. 7 màu hết. Rất là đẹp luôn. Bơm. Rồi nấu đi.
nó vừa tắt cơ mà vừa tắt điện luôn ha. Cái kia mà dễ nổi dữ lắm. Thôi xài siêu lại dầu luôn. Đây. Con này đi. Mitsubishi 4D56 ha. Nó mới dữ lắm nè. Mọi chi tiết còn 7 màu hết ha. Này anh em mình gác vô chạy vào lãi ha. Lên ga là bay bay không á, chứ không có chạy nữa. À, chụp bô luôn. Máy tinh nè. Mới từng con ốc ở trong đây luôn ha nè, 7 màu hết. À, 7 màu hết nha. Kéo qua. Là phải cơ lên nè, nó cân bằng mới nổ được nó. Không rồi nó giật dữ lắm, mạnh nè. Còn này về mà đấu vô chạy vô lãi thì thôi, chỉ có bay thôi chứ tại gì đâu. Rồi qua con Suzuki 1296. Đó con này anh em mình mua giờ mình chạy vỏ cũng được ha, đấu phát điện ra phải cày siêu cuốc được hết. Là mình chạy bơm phân thải rồi sập nước rồi ha. Đấy, cái to bét rồi nè, bảy màu hết. Rồi nổ đi. Nó vừa tắt cơ vừa tắt điện luôn ha. Tắt điện mình cắm bình vô ha, nó xài được ha. Đó.
Rồi anh em nào mà chốt những con động cơ nào á thì alo qua số điện thoại 0373 453 63 nha anh em, hoặc là 0972 547 272 ha. Đây địa chỉ là cửa hàng động cơ Nguyễn Châu ha. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.